Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn 5.000 người đã đăng ký kênh cũng như món quà từ bạn United States of America. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mê Khủng Long TV không ngừng cải thiện và sáng tạo nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi những nội dung mới của chúng tôi. Nói đến rùa thì nhiều người trong chúng ta có lẽ sẽ nghĩ đến những động vật bò sát chậm chạp, vô hại và chẳng có gì hấp dẫn. Dù có thể là có những loài cũng to xác đấy, chẳng hạn như rùa da biển, loài rùa lớn nhất hiện nay với chiều dài có thể lên đến 3 mét và nặng gần 1 tấn. Thế nhưng cần biết rằng các loài mà chúng ta gọi bằng cái gọi dân gian là rùa thuộc về một bộ bò sát có danh pháp khoa học là Testudines và chúng có một lịch sử vô cùng hoài hùng. Xuất hiện từ thế Jura muộn, dòng dõi nhà rùa đã từng tồn tại cùng những giống loài vĩ đại nhất của thời đại khủng long, từ những con thân lằn cổ rắn như Plesiosaurus, Elasmosaurus, thương long như Mosasaurus, Prognathodon, cho đến khủng long như T-Rex. Nhưng trong khi những nhóm động vật này tuyệt chủng thì rùa vẫn nằm trong những nhóm động vật vượt qua được thời điểm đen tối cuối kỷ phân trắng và tồn tại cho đến tận ngày nay, giữ một vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái mà chúng hiện diện trên trái đất. Trên chặng đường ấy thì dòng dõi của rùa cũng từng xuất hiện những giống loài vĩ đại dù không gây chú ý như những siêu bò sát khác như khủng long, thương long hay rực long. Nhưng ngày nay khi nhìn thấy hóa thạch của chúng, bất kỳ ai cũng sẽ phải choáng ngợp trước kích thước và vẻ đẹp trường tồn thách thức thời gian. Chúng ta có thể gọi chúng là những siêu rùa, dù nghe hơi nửa nạc nửa mỡ một chút, đồng thời cũng gợi nhớ đến một đội bóng nào đấy đang xếp ở giữa bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV điểm qua 5 giống rùa khủng nhất từng sống cùng thời với khủng long, thậm chí cũng có thể là khủng nhất lịch sử trái đất. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Số 1. Gigantotypus. Gigantotypus là một giống rùa biển cổ đại sống vào tầng Maastricht, thế phân trắng muộn, tương đương khoảng 72-66 triệu năm trước. Địa bàn sinh sống của giống rùa này là ở khu vực phía nam đại dương cổ Tethys. Hóa thạch của giống rùa này cho đến nay chỉ được tìm thấy trong các lớp trầm tích ở Jordan, một đất nước thuộc khu vực Trung Đông. Chúng được cho là có họ hàng với chi đồi mồi sống hiện đại chứ không thuộc họ Protostegidae, cùng những giống rùa khổng lồ khác thời cổ đại. Dù hóa thạch của Gigantotypus không nhiều, nhưng dựa trên những gì tìm thấy và một khúc xương chi trước rất lớn, các nhà cổ sinh vật học ước tính rằng con rùa này có chiều dài ít nhất khoảng 3,5 m, gần tương đương một chiếc xe hơi cỡ nhỏ, thậm chí còn lớn hơn thế nữa và được xem là một trong những giống rùa biển lớn nhất từng bơi dưới đại dương. Mặc dù vậy thì có vẻ chúng đã không vượt qua được sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận, cùng chịu chung số phận với khủng long, rực long, thương long cũng như động vật cổ đại khổng lồ khác. Chỉ có những loài rùa nhỏ hơn mới có cơ hội sống sót và truyền lại cho đến tận ngày nay. Vẫn chưa có nhiều điều được biết về ngoại hình của Gigantotypus ngoài trừ kích thước khổng lồ của nó. Và hy vọng những khám phá hóa thạch trong tương lai sẽ giúp chúng ta hóa giải bí mật về giống rùa siêu to siêu khổng lồ này. Số 2. Cratochelon. So với Gigantotypus thì Cratochelon là giống rùa có niên đại sớm hơn nhiều, khoảng hơn 100 triệu năm thuộc tầng Albion của thế phân trắng sớm. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại miền Bắc bang Queensland, Úc. Cratochelon cho đến nay chỉ được xác định từ một hóa thạch duy nhất, gồm các thành phần không hoàn chỉnh của bộ xương thân được bảo quản trong một khối đá trầm tích nhám. Những gì được tìm thấy gồm có xương yếm rùa bên trái, đai vai và một số phần chi trước. Chúng được nhà khoa học Herbert Longman mô tả và định danh vào năm 1915 và cho đến ngày nay những hóa thạch này đã được trưng bày tại bộ sưu tập cổ sinh vật học ở bảo tàng Queensland, thành phố Brisbane, Úc. Cratochelon là một trong ba loài rùa biển cổ đại thuộc họ Protostegidae được tìm thấy tại Úc và nó cũng là loài lớn nhất trong số này với chiều dài ước tính có thể lên đến 4 m, dù cho vẫn còn có một số nghi ngờ. Nếu đạt chiều dài này thì cân nặng của chúng có thể lên đến 3 tấn, gần tương đương một con voi châu Á cái trưởng thành. Cũng như Gigantotypus, người ta cũng cần thêm những khám phá hóa thạch mới về Cratochelon để biết thêm về ngoại hình, lối sống và hành vi của loài rùa cổ đại ngoại cỡ này. Số 3. Protostega. Protostegidae là họ rùa biển đã tuyệt chủng gồm những giống rùa khổng lồ nhất từ trước đến nay. Chúng từng sống cùng khủng long và đã tuyệt chủng cùng khủng long 66 triệu năm trước. Để có một hình dung chung chung về ngoại hình của các loài rùa biển thuộc họ Protostegidae, các bạn có thể nghĩa qua những con rùa xuất hiện bên bờ biển trong tập Coast của loạt phim tài liệu Prehistoric Planet trên Apple TV Plus, dù không nói chính xác đây là loài nào trong họ Protostegidae. Chính vì Protostegidae là một họ rùa biển khổng lồ, nên chi điển hình của họ này là Protostega cũng là một sinh vật có kích thước khủng. So với Gigantotypus và Cratochelon, số lượng hóa thạch được tìm thấy của Protostega phong phú và đầy đủ hơn, được tìm thấy tại nhiều nơi hơn như Kansas, Alabama ở Mỹ hay tại Saratov Oblast ở Nga, có niên đại khoảng 83,5 triệu năm trước. Protostega được nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mỹ Edward Drinker Cope mô tả và định danh vào năm 1872.
Dựa trên những hóa thạch này thì các nhà cổ sinh vật học ước tính Protostegger có chiều dài nằm trong khoảng từ 3 đến 3,9 mét và cân nặng có thể rơi vào khoảng 2 đến 3 tấn. Mai của Protostegger cũng như các loài cùng họ không phải là một vỏ xương dày như hầu hết các loài rùa khác, mà là một lớp da dày có các xương hỗ trợ. Điều này giúp chúng giảm trọng lượng và khi kết hợp với những chân chèo mạnh mẽ, Protostegger trở thành những tay bơi đường dài cừ khôi và bền bỉ. Chúng có đầu to, mỏ sắc và hàm mạnh, có thể ăn các loài sinh vật biển chậm chạp như sứa, động vật có vỏ và xác chết trôi nổi. Tuy vậy thì một số bằng chứng như răng của cá mập còn lưu lại trong xương của Protostegger cho thấy giống rùa khổng lồ này cũng từng là con mồi của kẻ khác. Số 2. Leviathanochelys. Leviathanochelys là giống rùa biển khổng lồ được công bố gần đây nhất vào năm 2022. Chúng được biết đến với tư cách loài rùa biển cổ đại lớn nhất châu Âu, có niên đại thuộc thần Campanian khoảng 83,6 đến 72,1 triệu năm trước. Trước Leviathanochelys, những giống rùa biển cổ đại lớn nhất trong dữ liệu hóa thạch của châu Âu chỉ dài khoảng 1,5 mét. Chính vì thế sự xuất hiện của giống rùa này đã góp phần nâng cấp tầm vóc của đội hình rùa châu Âu cổ đại. Được một người đi bộ đường dài tình cờ phát hiện vào năm 2016, hóa thạch của Leviathanochelys bao gồm phần sau của mai và sừng chậu, tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đã đủ để các nhà khoa học nhận định rằng nó thuộc về một con rùa khổng lồ, không hề thua kém những giống rùa lớn nhất trên thế giới khi đó. Được xếp vào siêu họ Chelonioidea, Leviathanochelys có họ hàng tương đối gần với các loài rùa biển ngày nay hơn là họ rùa biển khổng lồ Protostegidae. Dù vậy thì nó có nhiều điểm giống với Achelon, một giống rùa khổng lồ thuộc họ Protostegidae, cho thấy cả hai có thể có cùng lối sống. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu dựa trên các hóa thạch được tìm thấy, Leviathanochelys có thể đạt chiều dài khoảng 3,74 mét, thậm chí là lớn hơn. Dù vậy thì vẫn cần có thêm hóa thạch để xác nhận những tính toán này. Số 1. Achelon. Vâng, và cuối cùng là gương mặt mà chắc chắn không ai có thể bỏ qua khi nhắc đến những giống rùa siêu to, siêu khổng lồ từng hiện diện trong lịch sử trái đất. Achelon, giống rùa lớn nhất lịch sử mà chúng ta từng biết đến, trừ khi là trong tương lai chúng ta có thể khai quật được hóa thạch của một giống rùa khác lớn hơn. Hóa thạch mẫu đình xanh của Achelon được nhà cổ sinh vật học George Weber Whelan tìm thấy tại bờ sông Cheyenne ở bang Nam Dakota vào năm 1895, và sau đó chính Whelan tự tay mô tả mẫu vật này, một bộ xương gần như hoàn chỉnh chỉ thiếu duy nhất hộp sọ. Ông đặt tên cho nó danh pháp hai phần đầy đủ là Achelon Ischyros, có nghĩa là rùa nguyên thủy hùng mạnh. Đồng thời, Whelan cũng xác định Achelon là một thành viên của họ rùa cổ đại khổng lồ Protostegidae, được thành lập năm 1873 với chỉ điển hình là Protostegger mà chúng ta vừa đề cập. Một số mẫu vật sau đó được phát hiện đã cho chúng ta hình dung đầy đủ hơn về giống rùa này, trong đó có hộp sọ dài đến 1 mét với phần mỏ nhọn, khá dài và cong, khá giống mỏ của các loài chim săn mồi nhưng khác các loài rùa biển ngày nay và là một đặc trưng của họ rùa Protostegidae. Một đặc trưng khác là mai được làm bằng một lớp da dày có khung xương chống đỡ. Mẫu định danh của Achelon có chiều dài khoảng 3,5 mét, tuy nhiên mẫu vật lớn nhất có tên là Brigitta, dài đến 4,6 mét, chính thức xác nhận ngôi vương của Achelon trong dòng dõi các loài rùa về kích thước. Trong lượng trung bình, ước tính của giống rùa này có thể từ 2,2 đến 3,2 tấn. Achelon sống cách chúng ta khoảng 80,5 triệu năm, tức vào thế phân trắng muộn ở một vùng biển nông gọi là đường biển nội địa phía Tây, từng chia đôi Bắc Mỹ làm hai phần vào giai đoạn đó. Vùng biển này là nơi cư trú của một hệ động vật biển phong phú, từ cá, cá mập, rùa, thằn lằn cổ rắn, chim biển và cả thương long, trong đó có những con thương long khổng lồ như Mosasaurus và Prognathodon. Nó có vẻ là một môi trường đầy nguy hiểm cho Achelon, nhưng chúng vẫn sinh sôi nảy nở khá mạnh mẽ và đạt đến kích thước khổng lồ nhờ nguồn thức ăn phong phú. Theo nhà cổ sinh vật học Samuel Wendell Williston, Achelon là một loài ăn thịt thích dành nhiều thời gian ở những vùng đáy biển nhiều bùn mềm, ăn những động vật ở đáy như nhuyễn thể có vỏ cứng, giáp xác nhờ chiếc mỏ có cấu tạo đặc biệt của nó. Ngoài ra, nó cũng có thể nhắm đến các loài cá, bò sát biển nhỏ, mực, sứa và cả những cái xác chìm dưới đáy biển nữa. Sự tuyệt chủng của Achelon cũng là một đề tài được các nhà cổ sinh vật học thảo luận khá nhiều. Đã có những giả thiết được đưa ra như sự xuất hiện của các loài động vật có vú truyền năng trứng rùa biển, các loài săn mồi phát triển mạnh mẽ hơn, sự sụt giảm của nhiệt độ nước biển hay sự dịch chuyển dần về phía nam của đường biển nội địa phía Tây. Dù nguyên nhân là gì đi nữa thì Achelon cũng đã kịp ghi dấu ấn của mình trong lịch sử sự sống trên trái đất. Ngoài năm giống rùa trên thì vẫn còn những giống rùa khổng lồ khác có thể sống cùng thời khủng long hoặc không, chẳng hạn như Stupendamus, giống rùa nước ngọt lớn nhất từng được tìm thấy sống cách chúng ta khoảng 9 đến 7 triệu năm. Thậm chí có thể còn hóa thạch của những giống rùa khổng lồ chưa từng biết vẫn đang chờ được chúng ta khám phá trong lòng đất. Nếu các bạn yêu thích các giống rùa cổ đại thì có lẽ một ngày nào đó Mê Khủng Long TV sẽ tiếp tục có những video cùng chủ đề để gửi đến các bạn. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và nhấn chuông để cập nhật khi có video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.